Dạ, Sunny thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đoàn. Trước mặt anh chị đó là bến Bạch Đằng. Sáng hôm nay vào lúc 10 giờ ngày 1 tây tháng 7 2022, thời gian thấm thoát trôi, thế là bước qua tháng 7 rồi anh chị. Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nói đến Sài Gòn gia đình thì nó có ba cái mốc rất là quan trọng. Cụ thể là năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh thành lập phủ gia định. Cái mốc thứ hai là 8 tây tháng 1 năm 1877, trở thành thành phố Sài Gòn. Và cách đây 46 năm, 2 tây tháng 7 năm 1976, Sài Gòn gia định lại đổi tên. Thì cụ thể là năm 1446 năm về trước. Thì không biết là lúc đó là anh chị bao nhiêu tuổi. Lúc đó Sunny tròn 3 tuổi anh chị. Nói chung là thọ tơ ấu ở Vũng Tàu, ở một vùng quê xứ biển, rất là ước ao lên Sài Gòn. Nhưng mà đến năm 1986 mới lên Sài Gòn. Ôi, thành phố rất là đẹp. Sài Gòn rất là đẹp anh chị. Thời gian đó thì anh chị đang làm gì, đang ở đâu? Thế là Sài Gòn lại đổi tên. Và với cái ngày hôm nay thì Sunny đang đứng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cùng mời anh chị chúng ta sẽ đi thăm phố phường Nguyễn Huệ anh chị ha. Và ở đây có một cái lễ hội thì chắc chắn rằng cuối tuần cũng rất là đông vui. Sân khấu, tiểu cảnh rất là nhiều, và Sunny cũng muốn cập nhật cái nhịp sống Sài Gòn thông qua kênh của Sunny Đoàn. Thời gian thấm thoát trôi, mới khi nào đó còn trẻ thơ, nhưng mà nay thì trung niên rồi anh chị. Thời gian nó qua một cái veo rất là nhanh chóng. Bây giờ thì Sunny sẽ đi men theo con đường Nguyễn Huệ anh chị ha. Sân khấu ca nhạc. Rồi, chúng ta qua đường nha anh chị. Thì cứ mỗi dịp cuối tuần hoặc là những cái lễ hội thì ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ thì cũng rất là đông vui, đặc biệt là buổi tối. Đang có một cái chương trình ca nhạc. Thiếu nhi ngày hôm nay đó anh chị, ngày xưa cái tuổi thơ của anh chị thì như thế nào? Tuổi thơ của Sunny thì thời gian đó thì rất là khó khăn, nghèo khó. Một thằng bé tên Tèo chuyên trốn nhà đi tắm biển. Rất là vui. Thời gian thì lúc nào cũng nhớ. Nhớ về tuổi thơ, nhớ về kỷ niệm học trò. Đôi khi mình muốn níu kéo mà níu kéo không được. Giống như video như thế này, chúng ta quay rồi chúng ta không thể nào quay lại những cái phút giây này. Và Sunny cũng muốn cập nhật những hình ảnh ngày hôm nay gửi anh chị nha. 46 năm Sài Gòn đổi tên. Sài Gòn thân thương, Sài Gòn mến yêu. Những cái từ như là Sài Gòn gia đình chợ lớn. Các bạn á, rồi mình đi qua. Rồi mình sẽ cùng nhau đi tiếp nha. Đây, chuẩn bị đến tiết mục thi đấu và ca nhạc. Đây
là ngân phố quốc gia ngày xưa, một cái tòa nhà của Pháp rất là đẹp. Xe kem bây giờ nó cũng khác nữa, nó có loa. Ngày xưa thì anh chị ăn kem này như thế nào? Cà rem đó anh chị. Những đá bào ép thành một cây kem, thế là nút thôi, cho sinh tố vào ngọt ngọt. Tuổi thơ của Sinh Y đó. Alo. Đến góc này là ngã ba Ngô Đức Kế anh chị, mé trái, và bên phải cũng vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ tới một cái tiểu cảnh mà dẫn anh chị về tuổi thơ anh chị ha. Đó là những con diều. Con diều tuổi thơ. Đối với tuổi trẻ, tuổi thơ ngày hôm nay thì các em thì không biết làm diều đâu anh chị. Chỉ là biết mua diều thôi. Ngày xưa thì con nít mà làm diều, làm thuyền vân vân. Sài Gòn nhìn từ bến Bạch Đằng. Đây là giống như là mô phỏng thôi. Rồi, bây giờ thì xin đi gọi anh chị cái góc phố ngay chỗ con đường Ngô Đức Kế. Cái hướng phía trước mặt là về Đức Thánh Trần Hưng Đạo, bến Bạch Đằng anh chị. Và chúng ta sẽ xem những tiểu cảnh, những cánh diều tuổi thơ nha anh chị ha. Trước mặt anh chị đó là múa rối nước. Bây giờ thì múa rối nước thì các em thì không có xem đâu anh chị, chỉ lâu lâu biểu diễn thôi. Hiện tại là những tiểu cảnh này cũng đang chuẩn bị cuối tuần, chắc có thể là tối thứ bảy thì Sunny sẽ quay lại phố đi bộ Nguyễn Huệ gửi anh chị và các bạn vài hình ảnh. Đây là Batman với nhiều cái hình thù khác nhau, Doraemon thổi hơi lên thấy là nó có bay trong gió anh chị. Diều. Đây, con diều rất là đặc sắc. Rồi. Đây, bên đây là có con diều nè. Đây là một con cá mập, hình thù con cá mập. Ở đây cũng là một con diều. Diều ngày hôm nay thì rất là nhiều hình thù. Ngày xưa thì chỉ có diều diều giấy thôi. Có con diều giấy, một lát giới thiệu anh chị là con diều giấy nha. Đó, đây là một cái bằng ni lông, một con diều. Đây là sân khấu. Và đây bắt đầu là chúng ta sẽ đi ngắm diều nha anh chị ha. Những cánh diều tuổi thơ. Đối với ngày xưa là Sinh Y không biết làm những con diều này anh chị. Diều ó rất là khó làm. Anh chị thường thường là làm diều, con diều nào? Diều tài bàn. Một khối lục giác cũng ra diều. Ở đây anh ta cột lèo. Cột lèo rất là khó anh chị. Đây. Và đây là có những con diều bữa nay thì cứ dẫn anh chị đi chơi với Sydney. Nhiều đơn vị như là Thủ Đức, Tân Bình, Cần Giờ, Bình Thạnh,
cuộc thi diều, và bây giờ bữa nay thì mình sẽ coi diều ngày hôm nay nha anh chị. Đây, diều này hơi khó làm nhưng mà Sunny rất là thích con diều của Tân Bình, lý do là nó rất là gần gũi. Ngày xưa thì anh chị có bao giờ dùng những cái tờ báo hoặc là giấy đi học của mình làm những con diều giống như thế này, mắc xích. Ngày xưa thì đâu có hồ, bây giờ còn có hồ. Ngày xưa là cơm hoặc là bún. Đây, con diều y hệt như xưa. Đây là con diều Cần Giờ. Con diều này cũng đơn giản. Con diều của Bình Thạnh. Ở trên thì có sáo đó anh chị. Sáo thế là gió luồn qua thổi cái rất là hay. Diều ó của Gò Vấp. Con diều này dễ làm nè. Đó, Tân Phú. Hồi nhỏ anh chị biết làm bao nhiêu con diều, Sunny chỉ biết làm con này thôi, còn ngoài ra không biết làm con nào hết. Diều này thì nó cũng diều của Hóc Môn nè, nó cũng dựa vào con diều này. Rất là nhiều màu sắc, ngày xưa làm gì có màu sắc. Rồi những cái ống tre thì đối với ở thành phố thì làm gì có những cái vót tre thành sườn. Thế là cái chổi trà của má ha, cái chổi cỏ của má tự nhiên nó rộng rộng. Cái nón lá của má tự nhiên nó sẽ mất một cái thanh tre. Rất là vui, quận 12, quận 11, quận 10, tất cả con diều. Chính xác, con diều ngày xưa quận 7 nè. Con diều ngày xưa đơn giản nè. Cái này rất là thích hợp các anh. Các chị thì nhảy dây, chơi banh đũa. Quận 5, khu vực Chợ Lớn. Một con rắn hổ mang, con bướm, ba dòng gió đã không. Quận 4, quận 4, xóm Chiếu, quận 3, quận Nhất. Và đây là những cái khu vực tiểu cảnh. Và đây thì cũng đang làm sân khấu anh chị. Có thể là cuối tuần. Rồi, xin đi lại tiếp tục đi với anh chị nha. Coi bên kia là cái gì. Đây lại là một sân khấu nữa. Tiểu cảnh thứ hai mà Sunny cũng muốn gửi anh chị và các bạn, có thể đây là một cái sân khấu để biểu diễn tà áo dài truyền thống. Và đây có những cái hình ảnh về tà áo dài rất là đẹp. Và Sunny cũng rất là ngẩn ngơ. Một cái nét duyên dáng của nữ sinh ngày xưa đi học. Đây anh chị. Áo dài màu tím thân thương, và không quên được những ngày Tết, ngày hậu gia đình.
có nhiều thế hệ, gia đình là số 1 anh chị. Ngày hội gia đình, đây là những hình ảnh về áo dài ngày hội gia đình. Đây là gia đình của dân Sài Gòn, cụ thể ở đây là gia đình quận 6 gửi những hình ảnh gia đình về cho chấm thi, người ta chấm thi giải khuyến khích. Đây, ở đây nữa, chúc gia đình, mọi gia đình luôn lúc nào cũng đầm ấm và hạnh phúc. Đây là một gia đình ở Thủ Đức. Rất là nhiều tấm hình anh chị, chỉ sơ vài tấm hình gửi anh chị và các bạn thôi. Và xin đi tin chắc rằng ai cũng có một cái tấm hình cho gia đình của riêng mình. Đây là khách sạn Palace nè anh chị, từ ngày xưa đến giờ. Đây là Sài Gòn kỵ chữ ngược anh chị ha, 46 năm. Đây là con đường Huỳnh Thúc Kháng, một con đường kỷ niệm cho các anh học ở trường kỹ thuật Cao Thắng. Xa xa đó là tòa Đô Chánh, này là ủy ban thành phố. Và Sunny sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ đi men theo con đường bên hông huyện Huệ, chúng ta tới nhà hát lớn thành phố nha anh chị. Cuối tuần thì Sunny cũng thường rảo bước như thế này, và về video này thì có thể là post vào sáng mai để anh chị thấy. Có thể là những các bạn, các anh chị ở tỉnh khác lên Sài Gòn thì ghé huyện Huệ vào buổi tối. Nhưng mà thường thường ở tỉnh lên anh chị thường thường có một thói quen cũng đi phố đi bộ huyện Huệ lắm. Rồi chúng ta sẽ đi dọc ở đây anh chị ha, vẫn mang tên là khách sạn Palace. Bây giờ thì du lịch bắt đầu mở cửa lại rồi anh chị, nhưng mà mấy bữa nay thì có một cái sự cảnh báo, đó là biến chủng mới của con Omicron, đó là BA5 đó, thì không biết như thế nào, thì cảnh báo như thế. Và đa số là người ta chích vaccine mũi 3 rồi anh chị, đa số người dân. Bây giờ đến mũi 4 thì một số người cũng rất là lo ngại, nên cái tỷ lệ chích cũng rất là thấp, không biết như thế nào. Sunny cũng đến thời gian chích mũi 4 rồi chứ, nhưng mà để coi như thế nào, có nên chích hay không. Đây là khách sạn, thì bắt đầu là cũng có khách Tây rồi anh chị. Thôi mình suy nghĩ về nó thì cũng rất là mệt mỏi anh chị ha, rất mệt mỏi. Hy vọng rằng mọi chuyện thì không có vấn đề gì. Buffet tối thứ bảy 300.000, buffet trưa 200.000, nướng và lẩu free, beer Tiger 120.000 next một khách, và những buổi cơm 70.000 cũng rất là rẻ. Rồi mà cá lóc kho tộ, cá hú kho tiêu, vịt nướng chao, cánh gà chiên, muối ớt, sườn ram mặn, bò xào, đậu hũ, canh chua cá lóc, bún bò xào, mì xá xíu,
đây cơm trưa 70.000 là anh chị, một dĩa cơm trưa nhiều món lựa chọn để cập nhật rồi anh chị. Đây là một khách sạn Oscar ở trên con đường Nguyễn Huệ anh chị ha, khách sạn Oscar Hotel Sài Gòn. Anh chị đi đâu chơi thì cũng ghé đây rồi ăn cơm trưa, hoặc là tối có buffet và kế bên thì có một cái coffee, thiết kế thì cũng rất là đẹp, nó mang hơi hớm, hơi cổ điển classical. Rồi đi tiếp anh chị. Ở ngoài đây thì có những cái điểm bán trà sữa, cà phê ở ngoài thôi, cà phê Huy Ngân. Đây là con đường Nguyễn Thiệp. Thì bên kia thì các bạn trẻ tập múa rồi chụp hình rất là nhiều. Sunny trước cái đoạn clip đó Sunny có quay. Đây cái góc corner, góc Nguyễn Thiệp và Nguyễn Huệ rất là đẹp, nên một số các bạn trẻ hoặc các chị cũng ưa chụp hình. Bước qua Nguyễn Thiệp, quán cà phê Central Hồ Nguyễn Huệ. Nó có thực đơn rất là rõ ràng. Có những cái CVS, đây là Cico Cây. Áo dài, những quà lưu niệm, mây cha, trà sữa. Sky Zone, đây là cái cái bar ở trên trên cao đó anh chị. Dạ không, Sky Zone dạng địa điểm gì không? Đây là khách sạn Red. Ngày xưa là cũng là rạp hát Thương Xá Phát, cái góc con đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi. Lê Lợi thì cũng trả lại một phần mặt bằng rồi anh chị. Một lát Sunny sẽ cập nhật cái góc Trần Hưng Đạo gửi anh chị nhé. Eden. Chúng ta sẽ đi về nhà hát lớn thành phố nha anh chị.
trước mặt anh chị đó là nhà hát lớn thành phố với con đường Katrina tự do đồng khởi, có những cái khách sạn như là Continental, nhà hát lớn thành phố. Và đây là con đường tự do. Thôi mình đi một đoạn con đường đồng khởi tự do anh chị ha. Ngày trước cách đây 2 năm thì con đường tự do đồng khởi này bán quà lưu niệm, áo dài, tơ lụa rất là nhiều, và một con đường chuyên về bán cho khách du lịch. Thì ngày hôm nay thì như thế nào? Sunny cũng tự thắc mắc và muốn chia sẻ với anh chị một đoạn ngắn đây để gửi tới anh chị vào khách sạn. Khách sạn Caravelle. Rồi chúng ta nhìn lại nha, góc phố thân quen này. Cái hướng này thì anh chị cũng biết, chúng ta về nhà thờ Đức Bà, đi ngang qua con đường Lê Thánh Tôn, và con đường thứ hai đó là Gia Long, nay là Lý Tự Trọng. Rồi một đoạn rồi anh chị, chúng ta đi con đường tự do một đoạn ngắn thôi để coi bà con buôn bán có trở lại bình thường hay chưa, để gửi tới anh chị và các bạn. Thấy thì cũng đóng cái chị, đóng nhiều. Có vài cửa hàng mở thôi, đa số là đóng hết rồi. Đó, một đoạn ngắn thôi anh chị, đoạn ngắn để anh chị hình dung như thế nào. Đây là tơ lụa, tơ tằm. Rồi, mình qua đường nha anh chị. Đây là khách sạn Cái Mò, bán thời trang của khách sạn Sheraton. Và đây là một cái điểm bán kem rất là ngon và hình thành cũng rất là lâu đời rồi. Nó đề là sinh 1948 trên con đường Nguyễn Thiệp tự do. Hướng này thì đi ra con đường Nguyễn Huệ. Và phía đoạn đây là con đường Đông Du, ngày xưa mang tên là Thái Lập Thạch, mé bên tay trái. Và tới đây thì Sunny cũng thương ái mến chào anh chị và các bạn. Thế là trải qua thời gian thấm thoát trôi, mới đầu năm đây thôi mà chúng ta đã bước qua tháng 7. Mới ngày nào nhưng mà 46 năm sau trở thành trung niên. 46 năm Sài Gòn đổi tên. Và Sunny cũng muốn cập nhật những hình ảnh của khu vực trung tâm Sài Gòn gửi tới anh chị và các bạn. Ngày xưa thì Sunny còn thơ ấu 3 tuổi. Lúc đó anh chị thì lúc đó bao nhiêu tuổi, đang làm gì, anh chị cùng chia sẻ nhé. Rồi, thân ái mến chào anh chị và các bạn. Không quên kính chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong những video clip sau. Để ủng hộ, động viên Sunny thì anh chị nhớ đăng ký kênh, nếu chưa đăng ký, hoặc là chia sẻ các clip này đến với mọi người quen để coi cuộc sống Sài Gòn ở khu vực trung tâm như thế nào. Rồi, bye bye anh chị nha. Hẹn gặp lại. Bye bye.